Cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tào tần gánh con. Cho con gánh mẹ đâu nói, cả lòng mẹ đã gánh con biến trời. Ngày xưa mẹ gánh à ơi, con xin gánh lại những lời mẹ ru. Đường đời sương gió mịt mù, vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan. Để con gánh mẹ đừng can, sợ khi mẹ mất muộn màng gánh ai. Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm dòng những ngày đắng cay. Cho con gánh cả đôi vai, thân cổ lặn lội sớm mai phai gầy. Mẹ già là sắp xa cây, lỡ đâu lá rụng tội này gánh sao. Mẹ ơi sao mến xa xa, con sao gánh hết công lao một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi, đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con. Vâng, xin kính chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Review Audio. Vừa rồi em vừa test thử một cử băng cassette trên chiếc đài Sharp QT77MK2. Các bác thấy là chất lượng âm thanh tuyệt vời luôn. Nghe quá là xuất sắc, chiếc đài còn mới tinh. Phải nói là mới tinh luôn, hàng đấu giá mới về từ Nhật, đẹp xuất sắc, nghiêng nước nghiêng thành. Đúng là nghiêng thùng đổ nước các bác. Các bác có thể nhìn các cái núm nút viền của phần loa, bóng loáng luôn, mới tinh, đẹp xuất sắc. Máy còn đẹp như thế này, thế nên là cái tiếng nó chạy cực kỳ chuẩn. Em mời các bác ngắm nhìn các cái núm nút này, chỗ đẹp mê hồn luôn, quay sách xoay gương được luôn. Các cái núm nút này mới kinh khủng luôn, nó đẹp xuất sắc. Các bác nên nhớ đây là Sharp QT77MK2. MK2 các bác nhé, không phải là dòng trơn. Đẹp xuất sắc. Máy có size chiều ngang là 49, chiều cao là 14 phân và chiều sâu là 12 phân. Sở hữu hai cử băng cassette chơi tuyệt hay luôn. Phần radio 3 băng tần, TV, FM và AM. Đặc biệt phần FM là sóng 108, các bác nhìn thấy này, 92 và thêm 123 phía sau, đủ 108 bắt tất cả các đài Việt Nam, sóng sạch nét căng. Máy đẹp xuất sắc luôn, phải nói là quá hoàn hảo cho một chiếc máy đài cổ. Các cái núm nút các bác nhìn này, đẹp quá luôn ấy. Lung linh. Đây em mời các bác ngắm này. Trời ơi nó mới, mới kinh khủng. Đẹp chưa? Long lanh. Xuất sắc. Mới như không thể mới hơn được các bạn. Rồi, em xin mời các bác ngắm nhìn cạnh bên hông những mặt sau này. Ôi, nó đẹp. Nó đẹp, nó mới. Kinh khủng khiếp. Tổng thể mặt phía sau, trước sau trong ngoài đều mới tinh. Em mở nắp pin ra cho mình ngắm này. Trời ơi, cái miếng mút của nắp pin các bác này còn nguyên.
Ôi sổ ơi, cháu Bin sáng choang, mới như chưa dùng luôn các ba ơi. Chữ đại đẹp thật, mà dòng này tiếng thì hay dã man, hay xuất sắc. Các bác thấy là một chữ đại cực kỳ nhỏ gọn nhưng mà tiếng thì thôi rồi, nghe tuyệt vời hay luôn. Sáp điện 100V. Em quay rõ số seri cho anh em mình nhìn, QT77MK2BK. Đấy, máy hãng ghi rất rõ là FM108 ha. Tuyệt vời xuất sắc luôn. Chưa hết rồi các bác. Đây, chúng ta còn có cả cổng line in đây. Đấy, có thể cắm các thiết bị bên ngoài như điện thoại, máy tính chúng ta nghe nhạc được luôn. Nhưng mà đã chơi rất đa năng. Tuyệt vời. Rồi, bây giờ em sẽ mở cái nắp ra mời anh em mình ngắm nhìn nội thất luôn. Nội thất của chiếc này đẹp tuyệt vời các bạn. Ôi nhìn cái cặp loa vàng óng đi, đẹp lung linh. Các bạn thấy cặp loa đẹp chưa? Đấy, cả hai loa. Ui đẹp xuất sắc luôn, kể cả là nội thất bên trong rất là mới. Đầu từ bánh tì này, mời các bác soi này, mới keng luôn, từng con ốc con vít vàng ươm. Đẹp long lanh, tất cả là nguyên zin. Đấy, em quá là chi tiết cẩn cận như này nên các bác nếu mà lựa chọn sản phẩm thì vô cùng an tâm. Bây giờ xin mời các bác chúng ta cùng trải nghiệm thêm chất âm cửa băng số 1. Lúc đầu là em test cửa số 2, rồi bây giờ là test cửa số 1 nhá. Xin mời các bác. Chào đón người thân thuộc,
đã về, ta đã tìm thấy lại tình quê. Tuyệt vời, xuất sắc luôn. Phải nói là tiếng cực kỳ lóc cóc lang cang, chi tiết nghe đúng là hết nước chấm với dòng nhạc thu âm trước 75 hoặc là những bản nhạc nhẹ nhàng acoustic. Tuyệt vời, một chiếc máy mới tinh của Sharp QT77MK2. QT77MK2 em ruột của QT88. Rồi bây giờ em test phần radio, xin mời các bác cùng trải nghiệm radio này. Địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 4, căn cứ tình hình thực tế và tiến độ triển khai kế hoạch năm học tại địa phương để tổ chức dạy học trực tuyến trên truyền hình. Dò sóng đài đây này. Phương án chuyển tài liệu các bác nhìn thấy nút học sinh còn thiếu tinh thiết bị học tập trực tuyến, học qua truyền hình. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành. Tôi vòng không về sao. 92,5 MHz. Là một cái mục tiêu. Mà nếu chúng ta coi lợi nhuận là mục tiêu thì chúng ta tiết giảm chi phí từ tự làm, từ thuê ngoài và thuê học bổ. Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu sớm nổi tiếng với những vai diễn trên truyền hình. Bao một đến thật. Tham gia tư vấn cùng chương trình, Thùy Trang xin được thông tin các số điện thoại của chương trình. Vâng, ví dụ như là cái lưới lưới chẳng hạn. Vâng. Bắt được rất nhiều đài luôn. Tuyệt vời, xuất sắc. Một chiếc đài mới tinh, tất cả chức năng chạy hoàn hảo, băng cassette nghe hay tuyệt vời luôn. Phải nói là hay, cứ băng cassette, phải nó chạy quá hoàn hảo. Rồi, bác nào quan tâm thì vui lòng liên hệ giúp em qua số điện thoại hoặc là qua Zalo 0916950595. Em xin chân thành cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại.